Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Quý vị và các bạn vừa được quan sát đôi loa JBL Studio L880. Đây là đôi loa đứng lớn thứ hai trong cái giải sản phẩm có cái đầu 8 trong dòng Studio của hãng. Đây là một đôi loa phổ thông nhưng mà có chất âm thanh rất tốt và nó quá ấn tượng với rất là nhiều củ loa và tận 4 đường tiếng. Và đôi loa này là một đôi loa để nghe nhạc giải trí cực kỳ tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về đôi loa này. Xin quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng quan sát một chút về đôi loa này. Đôi loa này tuy có giá bán chỉ được định hướng ở phân khúc bình dân, cụ thể là đang có giá sale off rất tốt tại Thiên Hà Audio là 23.100.000 đồng, nhưng mà nó vẫn nhận được cái sự chăm chút kỹ lưỡng của nhà sản xuất trong khâu thiết kế lẫn chế tác. Nó được đặt trong một khối vỏ bằng gỗ MDF khá dày dặn và chắc chắn. JBL L880 có thiết kế dạng loa cột cỡ trung với cấu trúc lên tới 4 đường tiếng. Đôi loa này sử dụng hai loa bass ở dưới cùng đây. Có đường kính là 152mm, 15,2cm này. Với nón loa là bằng vật liệu là polyplast. Đây là cái chất liệu đặc trưng của JBL. Nó đã đem lại được cái hiệu quả tiếng bass rất tốt, có độ mạnh mẽ và chịu được âm lượng lớn. Và cái cách mà thiết kế những cái đường vân ở đây là để gia tăng thêm cái độ chắc chắn khi vận hành. Đây là một cái dạng rất là đặc trưng mà hãng đã làm từ nhiều năm qua rồi. Đó là một cái cấu trúc màng loa đặc trưng của JBL. Nó có viền loa thì là bằng cái gân cao su và tất cả được đặt trong một cái khung nhôm đúc. Driver này được điều khiển với hệ thống gọi là Heatscape với cuộn dây âm Volcon Captain cỡ lớn. Tất cả tạo ra khả năng đáp ứng giải tần số thấp, cực nhanh, mạnh mẽ và chính xác, mang lại tiếng bass sâu, uy lực và dứt khoát. Ngoài ra thì nó còn sở hữu cái kỹ thuật cổng cộng hưởng âm. Chúng ta có thể nhìn thấy cái cổng thoát hơi ở phía trước. Nó giúp cho chúng ta gia tăng được cái tiếng bass khi mà nghe, nhưng mà lại ít ảnh hưởng khi mà chúng ta đặt gần tường sau. Tiếp đến là phần trung âm của loa, là sự hiện diện của driver mix có kích thước là 102mm với cấu trúc và công nghệ tương tự như các driver woofer, nhưng mà nó có đường kính nhỏ hơn và nó chỉ tái tạo cái giải tần số từ 700Hz đến 5kHz. Đó là giải âm trung cho đến trung cao. Trong khi đó ở phần âm cao thì sẽ có không phải là một loa mà tới hai loa để đảm nhiệm giải cao. Chúng ta sẽ có, đây là loa chép, nó sẽ đảm nhận cái giải âm nối tiếp của loa này, tức là từ 5kHz đến 20kHz. Và trên nữa, để nối tiếp cái giải âm của loa chép này, chúng ta sẽ có đến cái loa gọi là Silver Twitter, đảm nhiệm cái giải âm trên 20kHz tới tận là 40kHz. Rất là giải tần rất là cao. Thực ra cái cách mà nó làm cái loa này mình đánh giá rất cao. Cái phần mà họng kèn nhỏ như thế này nó sẽ giúp cho khuếch tán được cái âm thanh rất là tốt. Và cái giải cao như vậy nó sẽ giúp cho âm thanh có phần là cảm nhận là nó rộng mở hơn. Chứ còn cụ thể tai người thì cũng chưa chắc là nghe được hết cái giải âm của cái loa này. Về cái phần cái vật liệu cấu tạo nên màng loa là nó làm từ cái vật liệu là titan tinh khiết. Còn cái loa Silver Twitter có kích thước nhỏ hơn là 19mm, được làm từ vật liệu là Myla, nghe tên khá lạ. Cả hai đều được đặt trong khung nhôm đúc và được xây dựng với cấu trúc ống dẫn sóng đặc biệt ở phía bên trong. Công nghệ này ban đầu được phát triển cho các mẫu loa phòng thu JBL Pro LSR, và nay nó được làm cho dòng loa phổ thông. Như vậy chúng ta sẽ có được cái công nghệ từ những cái đôi loa đắt tiền hơn, cao cấp hơn và áp dụng xuống loa phổ thông. Như vậy là chúng ta sẽ có đôi loa có hiệu năng giá thành rất là tốt.
Và với những thông số ấn tượng như là cái giải tần của loa nó hoạt động rất rộng, tức là cái âm trầm xuống được đến là 30 Hz ở mức siêu cao 6 dB. Thế là rất ấn tượng, rất là sâu và lên tới cao nhất là 40 kHz, tức là 40.000 Hz đó các bạn. Độ nhạy của loa cũng lớn, đạt 91 dB và cái công suất cái trở kháng là 8 ohm này và công suất tối đa chịu đựng tức thì là lên tới 400W, cho thấy đây là một cặp loa cực kỳ mạnh mẽ và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, rất tốt cho việc xem phim và cả việc nghe nhạc nữa. Và mình xin nhắc lại là đôi loa này có giá 23.100.000 đồng tại Thiên Hà Audio. Đây là một cái mức giá đã được giảm giá và rất là tốt. Mình nghĩ là với cái tầm giá này cho thương hiệu JBL và một đôi loa nhiều đường tiếng, nhiều củ loa, ngoài ra nó còn được sản xuất tại Mexico, mình nghĩ là đây là một sự lựa chọn rất là hời trong tầm giá đấy các bạn. Các bạn nên chú ý tới cái đôi loa này khi mà muốn lựa chọn đôi loa với hơn 20 triệu đồng trong tay, thì mình nghĩ là nên sở hữu ngay đôi loa này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử một bản nhạc. Và âm thanh của nó thể hiện thì hết sức là mạnh mẽ, có độ uy lực và cái tiếng bass rất là sâu, rất tốt. Mình nghĩ là quý vị các bạn hãy để ý tới đôi loa này trong tầm giá tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Bây giờ Hải Sơn xin chào và hẹn gặp lại.